Vâng, xin chào bà con. Tiếp tục với cái chuyên mục đi quay review bất động sản trong cái chuỗi đưa mọi người đến tham quan cái sân bay Long Thành, tiến độ thi công dự án. Hôm nay anh em chúng tôi ghé thăm vào cái khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Dự án này thì có quy mô 280 hecta nha. Nó nằm ở địa bàn của hai xã Lộc An và Bình Sơn của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án này thì có quy mô lên đến 30.000 người và nó là loại hình nhỏ dành cho tái định cư, có các phân khu chức năng như là nhà liền kề, đó rồi khu vực nhà vườn, nhà liền kề thì có diện tích 125m cho đến 250m, trong cái khu phố vườn thì diện tích 250 cho đến 300m nha. Trong dự án khu tái định cư Lộc An này thì chủ đầu tư đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xây dựng rất là nhiều công viên, có cả trường học, chợ, y tế, trung tâm thương mại và nó có những cái cụm quỹ đất dành cho phát triển tôn giáo. Tôi thấy rất là nhiều những cái điểm sinh hoạt tôn giáo của Thiên Chúa giáo, nhà thờ, rồi thì chùa dành cho Phật giáo. Dự án này thì pháp lý sổ hồng lâu dài nha. Và đây là cái trục đường D22, trục đường chính mặt tiền của đường tỉnh lộ DT869 đi vào này. Ở quỹ đất xây dựng trường học cấp 1, cấp 2 này, trường mầm non thì đang gấp rút xây dựng sân bay Long Thành. Đây là cái quỹ đất dành cho các cụm dân cư đã bị ảnh hưởng của việc đền bù giải phóng mặt bằng, tạo lập cái quỹ đất sạch để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Sân bay quốc tế Long Thành thì đã di rời trắng, giải tỏa trắng một xã Suối Chầu. Tất cả dân cư đã về đây ở ổn định 2-3 năm. Tôi nhận thấy là bên này xây dựng tự do và dân cư về ở rất là nhanh này. Đây là công trình chùa Biểu Lâm, có địa điểm sân xây dựng là ở tại khu vực khu tái định cư Lộc An. Ngày trước cũng bị ảnh hưởng của khu đền bù giải phóng mặt bằng để tạo lập quỹ đất xây dựng sân bay Long Thành ra đây nha. Dân cư bên này về ở rất là nhanh. Chắc chắn rằng những người dân, người ta đã phải hy sinh cái cuộc sống của mình, cái nơi chôn rau cắt rốn để phục vụ cho cái mục đích chung, cho cái quyền lợi của quốc gia, đó là xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Người ta về đây thì cũng được chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố ở tỉnh Đồng Nai, cũng như các cơ quan chức năng của nhà nước đã xây dựng hạ tầng ở tại khu tái định cư 280 hecta này. Người ta về đây ở thì có cuộc sống nó ổn định hơn, cuộc sống nó sẽ tốt hơn trước. Đây là cái đường vành đai giáp danh giữa dự án và cái đất là khu rừng cao su bên ngoài nha. Bên này thì đường làm rất là đẹp, tôi nhận thấy rằng đường khang trang, điện nước âm và những cái cụm dân cư xây dựng tự do từ một trệt cho đến 4 lầu về ở xây dựng nhà rất là nhanh nha. Khu tái định cư này thì nó nằm ở phía bắc của cảng hàng không quốc tế Long Thành, chạy dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 869 và giáp danh với khu công nghiệp ở Lộc An Bình Sơn, kế với cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, đây là cái tuyến đường D18 này, đường 60m này, rất là rộng. Từ đây di chuyển ra khu công nghiệp ở Long Đức, Tam Phước cách khoảng 4km, cách trung tâm sân bay Long Thành 3km. Và cái này nó giáp với khu công nghiệp Lộc An, cách sân bay, cách thị trấn Long Thành 5km nha. Di chuyển về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 phút. Đó, khoảng 6km thôi là ra đường, được nút giao của tuyến đường cao tốc sân được Sài Gòn Long Thành Dầu Dây và về đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh cách khoảng 40 phút thôi nha. Ở đây là cái tuyến đường trục chính này, đường 60m nha. Đường này rất là rộng và giá bất động sản ở khu vực này đang giao dịch ở cái trục chính như thế này ở mức 40-45 triệu một mét vuông nha. Dân cư về đây ở rất là nhanh với sức chứa lên đến 30.000 người. Thì tất cả các tiện ích ở bên này về phục vụ cho khu dân cư, dân cư ở đây cực kỳ là nhanh đầy. Ở khu trung tâm thương mại và khu chợ ở đấy, chủ đầu tư đang xây khu vực chợ này, khu
vực chợ này đang bắt đầu xây cơ sở hạ tầng và xây nhà điều hành. Cái chợ này mà đưa vào hoạt động thì dự kiến là rất là nhanh phun dân cư vào ở nha. Ở đây là cái vùng mình vùng xoay rất là lớn này, cực kỳ đẹp, quán cà phê, nhà hàng, siêu thị, trường học, điểm cơ sở sinh hoạt tôn giáo về rất là nhanh. Bên này thì có những cái loại diện tích là 5x16, 5x18, 5x20. Chợ thì nằm nút giao với đường N23 và đường D11. Rất là nhiều nhà hàng và cà phê ở tại khu vực này với quy mô 280 hectare, thì đây là một trong những khu tái định cư lớn nhất tại khu vực miền Nam nha. Nó còn lớn hơn cái dự án khu tái định cư Thủ Thiêm 160 hectare. Bên này thì có quy mô phân khu 1 87 hectare và phân khu 2 95 hectare nha. Phân khu 1 thì với cái mật độ lên đến 5.000 nền, đa dạng các loại diện tích và sản phẩm, cực kỳ nhiều quán cà phê này. Trước mặt ở đây không biết là cái dự án gì đấy, trong này các dự án tiện ích phục vụ cho khu dân cư bên đây thì đang làm rất là nhiều và làm rất là nhanh rồi, chỉ làm 3-4 phân khu lận. Đây là trường này, trường mầm non đó, trường mầm non dành cho cư dân ở tại khu vực tái định cư này. Công viên cây xanh cũng được cắt tỉa rất là gọn gàng và đẹp. Trường mầm non thì cũng chưa đưa vào hoạt động này, chưa có học sinh. Kế với trường mầm non là cái quỹ đất tôn giáo dành cho Thiên Chúa giáo này, nhà thờ Thiên Chúa giáo này. Đầy đủ tiện ích, không thiếu một cái gì luôn. Đường 9 này, đường 16m, lòng đường ở đây 8m và vỉa hè mỗi bên 4m này. Đó, giáo xứ Thành Tâm đang được xây dựng ngày đêm. Toàn bộ xã Suối Chầu đã giải tỏa trắng. Tôi đánh giá tổng quan về cái dự án khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Thứ nhất là hạ tầng trong dự án làm rất là đồng bộ. Điện nước âm đó, rất là nhiều tiện ích. Trường học, trung tâm y tế, siêu thị, trung tâm thương mại liên kề với khu công nghiệp gần sân bay, đó, gần đường cao tốc, ngay mặt tiền của đường DT769. Những cái trung tâm sinh hoạt tôn giáo đầy đủ hết rồi. Đó, đường thì đường to. Kiếm có cái dự án nào mà nó được phân bổ những cái quỹ đất công viên, quỹ đất tiện ích cho, dành cho cư dân cũng như là khu vực sinh hoạt tôn giáo nó nhiều như này nha. Trường học, trạm y tế rất là nhiều. Giá thì rất là rẻ nha. Bên này thì giá chỉ ở mức 14 triệu cho đến 31 triệu. Bà con nên mua ở khu vực này để đầu tư cũng được này. Tôi khẳng định khu này sinh vật lời rất là nhanh. Trường học này, đó. Rồi bệnh viện gần với đường cao tốc Bến Lức Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh, gần với ngã ba nút giao lên đến đường cao tốc Biên Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu nha. Đa dạng các loại diện tích 5x16 đấy, các loại diện tích là đi 5x20, 5x18, 6x20, 7x22 và những cái nền biệt thự 300-400m, 500m nha. Ở đây chúng ta xây những cái biệt thự mini như thế này này, 10-20 này, rồi những căn nhà phố, xây nhà trọ, chung cư mini. Đặc biệt là dự án này được xây tự do cho bà con, cho nên anh em nào có nhu cầu mua bất động sản đầu tư, tôi khuyên rằng nên về đây mà mua này. 13, 14, 15 triệu một mét, quá là rẻ luôn. Mua đây về vừa đầu tư xây nhà trọ cho công nhân hoặc là cho những cái đội ngũ người ta xây dựng thi công sân bay Long Thành. Ở đây này, giáo xứ Thành Đức này, đó, nhà thờ Thiên Chúa giáo này. Anh em bà con nha, lưu ý mua khu vực này ok hơn so với khu vực STC Long Thành đó, hay là cái khu vực Centuria Long Thành nha. Ở những cái dự án bên đấy tôi thấy nó ngáo giá lắm, cái đường Vành Đai này. Nên mua khu vực này. Hạ tầng đồng bộ, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, đấy, công nghiệp đầy đủ hết. Giá thì tôi thấy rất là hợp lý nha. Và thanh khoản bên này rất là tốt.
tôi khẳng định rằng dự án này trong tương lai 5 năm nữa thôi, giá bất động sản nó sẽ có cái sự biến động nhân đôi nhân ba luôn. Đấy, bà con hãy chọn ở những khu vực này thanh khoản rất là tốt này, hai cái trường cấp 1, cấp 2 xây hết rồi này, đường này, đường 40 mét như thế này mà giá trị cũng chỉ ở mức 30 hay 80-30 triệu mét dãy số đầu này, mua đây mà ở này, đó, 5 x 20, 5 x 22, pháp lý thì có sổ hết rồi. Chúng ta đừng đi mua dự án treo rồi thì pháp lý nhập nhằng, không ra được pháp lý, không ra được sổ hồng. Bởi vì 7-8 mét này, đó, dân về đây ở rất là nhanh. Chúng ta chọn về đây mà mua nha bà con. Tôi khuyên chân thành anh em bà con nào ít tiền hay nhiều tiền về mua những cái lô góc như thế này, xây căn hộ dịch vụ, nhà hàng, quán cà phê hoặc là cho thuê cũng được giá nha. Quá đẹp luôn, cực kỳ tiềm năng sinh lời. Cái góc này là chợ này, mua tại khu vực giáp cái Bùng Binh và chợ và trường học như thế này, sinh lời nhân 3 nhân 4 lần trong vòng 3-4 năm rất là nhanh. Và an tâm đầu tư, không có sợ mất dòng tiền và cũng không sợ bị mua vào dự án ngáo giá, dự án treo nha bà con. Và tôi cũng lưu ý với bà con rằng bên này tất cả các phương thức giao dịch hiện tại chỉ có mua phiếu nha, hơn 5.000 nền nhưng mà mới chỉ có khoảng 1% là đã có sổ hồng, còn lại 99% thì chưa có sổ và hiện tại đang chờ các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế Đồng Nai. Nhà nước sẽ tính lại cái mức giá thuế ở những cái con đường nội bộ cũng như đường trục chính. Ví dụ như ở đường trục chính 60m này thì giá tính thuế mai mốt cộng với tiền hạ tầng thì nó khoảng độ 6.650.000 một mét nha. Tức là một nền 100m thì phải đóng thêm 500 triệu khi mà ra sổ hồng. Còn những cái đường 12-13m, đường nội bộ 15m thì có mức tính thuế khoảng độ 3.000.000-3.500.000 một mét nha, bao gồm cả tiền hạ tầng. Tức là một nền 80m thì đóng khoảng độ 250 triệu. Và bên này bây giờ giao dịch thì giao dịch sẽ bằng hình thức mua phiếu. Mua phiếu nha, lưu ý rằng mua phiếu chúng ta thanh toán 90% rồi được bên người bán, người ta sẽ ủy quyền cho chúng ta, sau này liên hệ với cơ quan chức năng để nghiệm thu rồi cấp sổ. Còn chúng ta mua phiếu, chúng ta vẫn được quyền xây dựng nhà, xây bình thường nha, xây tự do theo quy chế xây dựng chung của nhà nước, nên chúng ta không vay ngân hàng được. Đó là trong ngắn hạn 5-7 năm tới, tùy thuộc vào cái, phụ thuộc vào cái vấn đề nhà nước tính giá như thế nào. Đó, cái thứ hai nữa là bên này giá bất động sản so với cách đây 1.5 năm trước, theo như tôi tìm hiểu cập nhật với các anh em môi giới và các khách hàng ở khu vực quanh quanh khu vực này thì người ta bảo giá đã giảm 30-40%, có những cái nền giảm 50-60% rồi nha. Tức là năm ngoái 2.5 tỷ thì bây giờ chỉ còn giá khoảng 1.6-1.7 tỷ thôi, giảm rất là nhiều. Năm ngoái những cái nền trục chính như này 3.4-3.5 tỷ thì hiện tại chỉ có giá 2.4-2.5 tỷ thôi nha, đã giảm rất là sâu. Những cái đường 40m này, vỉa hè 8m này, mua bán bằng hình thức tem phiếu, tất nhiên là nó có rủi ro, nhưng mà rủi ro nó sẽ tỷ lệ nghịch với lợi nhuận, không có lợi nhuận thì không có rủi ro. Đó, ủy quyền toàn phần. Thứ hai nữa là chúng ta không vay ngân hàng được, mua bắt buộc bằng tiền mặt. Và hiện tại thì chúng ta có thể chờ bắt đáy thêm, giá sẽ còn giảm, sẽ có khả năng bắt đáy được. Và đây dự án rất là tiềm năng theo như đánh giá và ghi nhận của tôi nha. Và con có thể chọn đây là cái địa điểm mà an cư lạc nghiệp, hoặc là nơi lưu giữ tài sản được. Cân nhắc kỹ về vấn đề về pháp lý, lập hợp đồng ủy quyền cũng như vấn đề về mua tem phiếu, bởi vì những cái nền ở đây có sổ rồi thì giá nó cao hơn 25-30% so với những cái nền chưa sổ nha. Tất cả các phân khu chức năng đều được xây dựng hết, và cái này khu tái định cư này thì nó kế ngay với khu đô thị STC Long Thành, quy mô hơn 23 hecta, cũng đã bắt đầu đưa vào hoạt động rồi, rất là rộng này. Giai đoạn 2 của khu vực khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì cũng đang được chủ đầu tư xây dựng này để bàn giao nền cho khách hàng. Sân bay Long Thành nó có cái quy mô lên đến gần 5.000 hecta, giải tỏa xã một xã, giải tỏa trắng một xã Suối Chầu. Sân bay Long Thành thì có cái quy mô tốc độ trung chuyển khách hành khách nó lên hàng 100 triệu hành khách một năm, dự kiến khi được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2025 giai đoạn 1 thì một năm sẽ phục vụ cho cái việc vận tải hành khách lên đến 25 triệu hành khách nha. Đa phần là phục vụ cho mục đích vận tải hành khách quốc tế. Sân bay rất là rộng và nó nằm ở vị trí rất là đắc địa,
với cái điều kiện tự nhiên, điều kiện thổ nhưỡng khí hậu nó rất là thuận lợi cho những cái phục vụ cho mục đích xây dựng sân bay quốc tế. Sau này nó sẽ sánh ngang với các sân bay của Bangkok cũng như sân bay của Hồng Kông. Có những cái khu tái định cư ở giai đoạn 2 này, những người dân đã về nhận nền và xây dựng nhà này. Dân cư về đây về xây dựng nhà rất là nhanh. Dự án này thì được chủ đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết kế đồng bộ, cực kỳ đẹp. Giá đất tái định cư ở khu vực này hiện tại thì đang giao dịch ở mức 17 cho đến 25 triệu nha, tùy theo các loại diện tích. Đây là cái cổng trục chính này để chúng ta di chuyển. Mặt chính của đường DT 769, mặt tiền của đường 23 này. Bên này nó thuộc địa phận của khu vực xã Bình Sơn nha. Trục đường song hành với đường DT 769 này, từ đây di chuyển ra trung tâm của khu công nghiệp, đối diện với cổng khu công nghiệp này, Lộc An Bình Sơn. Đó. Ở đây công nhân rất là đông, cho nên các dự án tái định cư người dân về để ở bên này thì cũng được hưởng tiện ích cũng như là có công ăn việc làm ở tại các khu công nghiệp đóng tại xung quanh khu tái định cư. Rất là nhiều văn phòng bất động sản này, trường mầm non tư nhân mở tại dự án này. Và đâu nhiều văn phòng bất động sản thì giá đất ở đó sẽ tăng rất là nhanh. Đó. Ở đây thì có rất là nhiều những hộ dân sau khi được nhận đền bù ở tại khu vực sân bay Long Thành thì về đây thì người ta đã trở thành triệu phú. Đó, xây những cái nhà biệt thự rất là đẹp này. Nó phong cách tân cổ điển một trệt một lầu này. Đổi đời sau khi sân bay được đưa vào xây dựng triển khai. Hiện tại thì trong sân bay đã giải tỏa, giải phóng mặt bằng được đến 95-98% quỹ đất rồi, đã giao cho chủ đầu tư. Chỉ còn lại khoảng độ hơn chục hộ dân do chưa có thỏa thuận được cái giá tiền đền bù, cho nên người ta cũng chưa chịu di rời ra khu vực tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư tiếp tục san lấp mặt bằng, thi công các hạng mục hạ tầng và đường băng cũng như là xây dựng các tuyến nhà ga. Đó, sân bay Long Thành hiện tại vẫn đang bị chậm tiến độ nha, do chủ đầu tư chưa nhận được mặt bằng sạch cũng như vấn đề về lựa chọn nhà thầu, xây dựng hạ tầng, xây dựng các tuyến đường băng, đài kiểm soát mặt đất và xây dựng các tuyến nhà ga. Khu vực này người ta thả rất là nhiều diều này. Đây, mặt bằng bên này địa hình cực kỳ bằng phẳng. Đó, rất là nhiều người về đây thả diều. Trong sân bay tôi định đưa mọi người vào tham quan một vòng, nhưng mà hiện tại thì chủ đầu tư và nhà thầu người ta quy kín, người ta không cho vô. Thứ hai nữa rằng về vấn đề về an ninh và an toàn lao động cho nên chúng ta rất là khó tiếp cận. Và hôm nay thì tôi cũng chưa có file cam nên tôi chưa có quay được toàn cảnh các khu vực đây, cái trục chính để đi vào sân bay Long Thành này. Nhưng mà hiện tại thì chủ đầu tư đã quây rào tôn kín lên. Và vừa rồi thì cũng có rất là nhiều những cái bài báo viết về vấn đề về tình trạng ô nhiễm tại khu vực quanh sân bay, tức là vấn đề san lấp mặt bằng, đất đỏ, khói bụi, mặc dù chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu thi công người ta đã tưới rất là nhiều nước nhưng mà nó bụi, cực kỳ bụi này, nó làm ô nhiễm môi trường đất ở xung quanh khu vực này. Vì này những nền đất có giá trị 1.8-2.5 tỷ, hiện tại giao dịch bên này cũng tương đối là nhộn nhịp nha, bởi vì khu dân cư bên này đa phần những người dân làm việc tại các khu công nghiệp cũng như là người ta được nhận tiền đền bù tại khu tái định cư, người ta có tiền để người ta mua đi bán lại hoặc là mua để ở, nhu cầu ở thực rất là lớn. Tôi sẽ đưa mọi người đi vòng ra khu vực ở đường mặt tiền trục chính đường DT 769 này. Đó, rất là tiếc không đưa mọi người tiếp cận được vào để xem tiến độ thi công rầm rộ ngày và đêm. Hàng trăm triệu mét khối đất đá đang được vận tải hàng
về san lấp cái khu vực sân bay Long Thành đó. Cái video đưa mọi người vào tham quan cái khu vực tái định cư Lộc An Bình Sơn, quy mô 280 hecta với 5.000 nền, phục vụ cho mục đích xây dựng sân bay Long Thành của Quang Huy Vlog và đội nhóm. Xin được kết thúc tại đây nha. Mọi người nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em chúng tôi để chúng tôi có thêm những cái động lực, hoặc là những cái video chúng tôi ra những lần tiếp theo mọi người sớm nhận được thông báo sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.